Chào mọi người ha, hôm nay có một con máy chưa vệ sinh nha, mới cái xịt nước sơ thôi. Shinowa 450 AV ha. Shinowa 450 AV ha. Lam Latin ha, dài 40. Dài 58 á, là 60. Máy chưa vệ sinh ha. Xin đâu qua nha. Máy rất là bốc. Hiện tại thì nó chỉ có giá chưa dọn nha, còn muốn dọn lên thì giá nó cao. Con này 45cc nha. Rồi, kính Latin rất là đẹp. Máy này thì bao nồng bao lửa ha. Ngon lành cành đào ha. Rất đẹp. Con này là 3,4 triệu nha. 3,4 triệu nha. Chưa vệ sinh này đất. Máy rất là mạnh, cách cây thì vô tư. 50-60 thì cắt vô tư. Chưa dọn nha, mà bao hơi bao lửa và dọn rất là nhanh. Máy này dọn rất là nhanh. Xài chung ha. Máy rất là đẹp. Cái video hồi trưa em like thì nó bị lỗi mạng, chắc nó tải lên không được đâu. Mọi người vào cái phần cộng đồng đó, hoặc là vào cái Zalo em có gửi cái link lên đó, thì mới vào xem lại được ha. Chứ cái link trực tiếp đấy nó bị lỗi rồi, nó không xuất hiện trên kênh YouTube. Muốn xem cái video like ấy, thì kết bạn Zalo em, hoặc là vào cái phần kích vào cái kênh nha, vào cái phần đầu tiên là trang chủ, cái thứ hai là video, cái thứ ba là danh sách phát, cái thứ tư là cộng đồng. Kích vào cái cộng đồng á thì nó sẽ có cái bài viết đầu tiên ở trên cùng đó, nó có cái link, có cái link của cái video đó, kích vào để xem ha. Shinowa 450 45cc. 45cc. Máy thì tuyệt vời, mặt trời. Chắc là bao phê bao la luôn. Bao nồng bao lửa, lửa đẹp. Lửa rất là đẹp. Tay lọc xanh, đổ xanh, nổ phật phật. Tất cả là nguyên bản về sao bán vậy ha. Về sao bán vậy ha. Thời rất là nặng. Chắc rất là sướng nha. Máy này dùng thôi chứ biết bao giờ nó không bền lắm. Mọi người tranh thủ với cái video kia bán cũng mớ rồi ấy. Mọi người tranh thủ mua cho nó không nó hết rồi.